củ đất. Thì kìa. Những cái cây này tạo tán mà. Bà con, như quý bà con biết, đây là cây bưởi ghép năm thứ hai. Khi quý vị bà con phải để ý cắt tỉa cành như đây. Đây là cành cấp 1, quý vị cắt để tạo tán như này. Để cho cây rụng rà nhiều cành. Và thứ hai, khi cành quý vị đã cắt một lần tạo tán dài như này, quý vị sẽ bấm ngang như này để tạo tán tiếp. Để cho không có cành nào vượt quá cao. Sẽ ra một cây, đây là cây bưởi ghép. Sẽ ra một cây bưởi tròn tán phát triển. Đây. Thể như cây này. Cây này đã cắt tỉa tạo tán một lần sẽ ra được 3 nhánh như này. Đến khi nhánh này cao như này, quý vị bà con lưu ý bấm ngang. Và đây. Quý vị này bấm ngang tiếp để cho ra nhánh. Cành hai cành cắt được. Cành kia cắt được. Thưa quý vị đấy, nếu như cành này đúng ra ngày xưa thì phải bấm ngọn ở dưới đoạn đất dưới đây. Nhưng bây giờ lên cao nhiều này thì quý vị để tạo tán cho cây. Nếu quý vị mà để cây này từ lúc nhỏ mà chưa cắt tỉa thì nó sẽ lên rất là cao và ít cành như này. Và thường những cành như này sẽ cho ra quả và cây sẽ tròn tán. Đây, cắt hai cây. Cây hai cây. Đây này, trong đây là phải bỏ đây. Chỗ này không không, cắt này cắt đây. Đây. Con không nên cắt tỉa nếu bấm như này, không nên để một đoạn này mà cắt sát vào đây, sát vào. Thì sau này cái vết thương thì nó điền. Tạo được những cái này không được ra, hẳn nhận. Hà vẫn cắt cả. Đây bà con lưu ý. Thông thường những mầm cao to như này bà con rất là tiếc để cắt bỏ. Nhưng mà nếu để những cái cành như thế này vượt cao lên thì cây sẽ bị phá tán, không tròn. Nên bà con phải cắt bỏ. Nhưng cắt trước khi cắt bà con lưu ý phải bớt khoảng 4 đến 6 lá để sau này cây sẽ ra nhánh. Bớt đến 4 đến 6 lá để ra nhánh ở đây, đập chồi. Dần dần quý vị bà con sẽ tạo thành một cây tròn tán.